Xin chào mọi người. Tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người laptop Lenovo ThinkPad X1 Yoga nha mọi người. Đây là cái con Yoga cũng là i7 thế hệ 8 RAM 16 SSD 1T, mà cái bản này là X1 Yoga Gen 4. Mới nãy mình vừa mới view một cái con là 250. Đây là 251 nha. 250 thì X1 Yoga Gen 3, 251 là X1 Yoga Gen 4. Cũng Gen 3 với Gen 4 cũng là chip i7 thế hệ 8 RAM 16 SSD 1T thôi mọi người. Mà nó khác nhau về cái ngoại hình một chút xíu. Con này thì nó full nhôm, nhìn nó có vẻ như nó không có phủ nhung, nhìn nó đẹp hơn. Có bút nha. Bút đây, bút mình lấy ra. Và mọi người thấy là cái phần này là thiết kế nó phay nhôm nhìn rất là sang trọng. Gen 4 thì nhìn nó gọn và nó đẹp hơn Gen 3. Nó đời mới hơn một chút mà, cho nên nó đẹp hơn. Đây. Vỏ rất là sang và vỏ không có bị trầy xước cấn móp gì hết. Vỏ này cái màu nó, mình cũng không biết nói cái màu nó như thế nào nữa. Cái màu nó hơi xám xám, nó nghiêng nghiêng, xám tím tối tối á. Cái dạng dễ mọi người. Mọi người thấy cái màu sao là như vậy luôn. Gặp cảm ứng 360 độ. Đây. Nha, Gen 4 thì nó không có lồi phím, không có thụt lên thụt vô nữa. Nó như nhất bình thường như kia thôi. Nó chỉ tắt chức năng phím thôi. Màn hình nó thì rất là đẹp luôn. Mẫu full viền, màn đẹp không có lỗi làm gì hết. Cấu hình nó là i7-8665 nha mọi người. Là cũng là i7 thế hệ 8, i7 Gen 8, RAM 16GB, SSD là 1T như nhau thôi. Màn hình nó là đẹp, màn này là màn full HD nha. Đây 1920x1080, nhưng mà màn của cái dòng Yoga Gen 4 này màn VIP, mọi người nhìn nó đẹp lắm, mịn và đẹp, không khác gì 2K hết, nhìn rất là đẹp, rất là chất lượng luôn. Những cái dòng này thì mọi người có thể là vẽ vời ký chữ trình chiếu rồi tùm lum hết, chỉ có những cái dòng mà gặp cảm ứng, màn vừa lớn vừa có thể là chức năng một cái laptop, vừa là cái máy tính bảng để mà mình hoạt động, mình làm việc, vẽ vời, trình chiếu rồi là ok. Hoặc đơn lúc như con cái học hành, học vẽ này kia là phải cần có bút như thế này thì những cái dòng này mới đáp ứng đầy đủ ha mọi người. Nó là X1 Yoga Gen 4 đó. Phần ở trong nhìn cũng rất là sang. Cái phím thì người ta có sử dụng, nó có mòn nè mọi người nè, nó mòn mấy cái chữ này nhìn nghiêng nè, nó hơi mòn. Nhìn trực diện thì cũng thấy nó mòn ít, nhìn nghiêng này đây mọi người, hang chữ M dấu này, chữ K có bị mòn nhẹ, còn lại là cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế ở gần đúng khuôn luôn, mọi người dán vào cũng rất là đẹp, hoặc là mình dán dùm đều được hết. Che ký tự Nhật đi, còn ký tự quốc tế ha, cái này thì cũng có LED phím nè. Đây nè mọi người, đó. i7 Pro Gen 8 ở chỗ này hơi hằn cái dấu sticker của ThinkPad, sau này người ta lột ra nó hơi hằn nhẹ. Bàn rê chuột đẹp ha, chữ ThinkPad đó thì mướt rượt luôn. Máy là quá chi là đã mọi người. X1 hôm giờ khách hỏi mình nhiều, hôm nay thì mới có nha. Sạc nè, tai si sấm sét, ngõ sạc nó hơi mòn ở phần cạnh một tí, không ảnh hưởng gì nhiều. Ngõ sạc tai si nè, USB, HDMI để trình chiếu, tai nghe ha, và phay nhôm như thế này nè, nhìn rất là sang, rất là nổi bật luôn. Cái này thì là cái cây bút nhét vô nè, rồi nút nguồn USB. Trên cái phần cạnh thì nó cũng có cái dấu đã qua sử dụng, có mòn nhẹ nhưng không đáng kể mọi người. Mọi chức năng là hoạt động hoàn hảo hết. Ở phía sau cũng sạch đẹp nha. Rồi và mình báo giá mọi người, máy kèm bút như vậy, máy kèm sạc zin B251 là mã mình đặt cho máy. Giá 10 triệu rưỡi ha mọi người, 10 triệu rưỡi. Ai chốt thì inbox mình, mua hàng cọc cho mình 1 triệu, còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình ha. Máy thì bao dinh tuyệt đối nên mọi người yên tâm về chất lượng. Cảm ơn mọi người nhiều.